Thực hư câu chuyện về những ngôi nhà ma Đà Lạt. Những ngôi nhà ma ở Đà Lạt từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh, tò mò đối với du khách vãng lai hay cả chính người dân địa phương nơi đây. Được tìm thấy bởi bác sĩ người Pháp Alexander Desjardins và trải qua hơn 100 năm thay đổi, Đà Lạt còn là vùng đất nổi tiếng tâm linh với những câu chuyện ai oán đầy bí ẩn ở nơi đây. 1. Căn nhà ma ở đèo Grand. Có thể bạn sẽ ít để ý về một căn nhà màu trắng nằm hưu quạnh một mình trên cung đèo Grand, cửa ngõ ra vào quan trọng của Đà Lạt. Ngôi nhà bao gồm hai căn nằm tại số 32 và 34 đường 3 tháng 4, Đà Lạt. Theo lời của người dân nơi đây kể lại, ngôi nhà đã có tuổi đời hơn 100 năm, được xây dựng từ năm 1912. Ngôi nhà gồm một tầng trệt và một lầu có kiến trúc Pháp xưa đã phai màu cũ kỹ theo thời gian với những cánh cửa đã không còn nguyên vẹn. Bạn sẽ bắt gặp vô số những chiếc bàn thờ, pho tượng Phật lớn, nhỏ được đặt khắp nơi trong ngôi nhà như để trấn giữ một điều gì đó. Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh về lịch sử tồn tại của những điều bí ẩn đến rợn người xung quanh ngôi nhà. Trải qua năm bảy đời chủ nhưng vẫn chưa có ai trụ lâu ở nơi này. Lời đồn đại kể rằng, chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự này là một quan chức người Pháp nổi tiếng ăn chơi trác táng. Có một lần, hắn mời một cô kỹ nữ rất xinh đẹp đến để biểu diễn trong nhà. Trong cơn thèm khát dục vọng, hắn đã nảy sinh ý định hãm hiếp cô gái trẻ. Khi cô gái đang tìm cách chạy trốn thì hắn rút súng chĩa vào bụng cô. Cô gái trẻ gieo mình tự vẫn từ lầu 4 của căn biệt thự. Sau đó hắn đem xác của cô gái vứt xuống chiếc giếng ở sau vườn và cho đất giếng lại. Hiện nay ở bên cạnh chiếc giếng của ngôi nhà có một chiếc bàn thờ nhỏ. Người ta vẫn thường đồn đại nhau và tin rằng chiếc bàn thờ ấy chính là để tiếp hương cho linh hồn của cô gái trẻ. Đến nay, người dân sống xung quanh nơi này thường bảo về đêm còn nghe được tiếng khóc la, gào thét đầy ghê rợn được vọng ra từ ngôi biệt thự. Vào những buổi đêm khi trời nhiều sương mù, nhiều tài xế thường xuyên chở hàng đêm đến Đà Lạt trên đoạn đèo Grand vẫn hay gặp được một cô gái mặc đầm trắng đứng trên đèo xin đi nhờ xe để vào Đà Lạt. Cũng có tài xế dừng lại đón để cô đi nhờ xe. Họ tận mắt thấy cô chậm rãi bước lên xe, nhìn họ và nở một nụ cười bi thương nhưng cũng đầy quỷ dị. Đi được một đoạn dài, khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau thì đột nhiên chỗ ghế ngồi của cô gái bỗng nhiên trống không, cô gái biến mất khiến cho ai ai cũng hoảng hồn mà rùng mình. Có tài xế ngay khi vừa mở cửa để cô gái bước lên liền lập tức trao đảo tay lái. Có người sau vì sợ quá mà lâm trọng bệnh và mất. Một thời gian sau, chủ nhân của căn biệt thự cũng bị giết chết một cách rất dã man. Những hiện tượng kỳ dị xung quanh và trong chính căn biệt thự cũng dần dần từ đó xuất hiện. Những lữ khách vãng lai hoặc du khách đi lạc ngủ qua đêm tại đó thì thường xuyên tỉnh dậy thấy mình ở giữa không trung hoặc ở ngoài hành lang. Các bác tài đi trên đèo Grand thì thường xuyên bắt gặp một người con gái bận đồ trắng ngồi đu đưa ở tầng trên của căn biệt thự. Đã có lần, một nhóm 4 thanh niên trông coi căn biệt thự đang ngủ giữa đêm thì chiếc lò sưởi bỗng nhiên cháy phừng lớn lên. Sau đó là liên hoàn tiếng súng nổ bùm, bùm, bùm. Rồi bỗng dưng tắt ngấm khiến cả 4 người đều bỏ chạy tán loạn và không bao giờ quay lại căn biệt thự đó nữa. 2. Nhà nguyện dòng Franciscans. Công trình đã xuất hiện từ thời Pháp nhưng chưa có tài liệu nào nói về năm xây dựng của tu viện. Tu viện đã bị bỏ hoang gần vài thập kỷ khiến cho ngôi nhà lớn bị bao trùm bởi lớp bụi mờ của thời gian bị rong rêu, cây cỏ bám đầy. Kể từ khi nhà nguyện không còn hoạt động, nơi đây càng trở nên vắng vẻ và nhuốm một màu u ám đến rợn người. Người Đà Lạt vẫn truyền tai nhau về câu chuyện đầy bi thương của một cô gái trẻ trong chiếc đầm cô dâu đã tự kết thúc cuộc đời mình tại đây. Từ ấy người ta lại càng ít khi lui tới ngang qua khuôn viên của nhà nguyện. Nhà nguyện nằm trong khuôn viên của trường trung học Trần Phú và những câu chuyện kỳ bí liên quan tới nhà nguyện được truyền tai nhau của các cựu học sinh trường Trần Phú cũng khiến cho người ta không khỏi sợ hãi và tò mò. 3. Khu biệt thự số 4 trên đường Thủ Khoa Huân. Thoáng nhìn từ xa, căn biệt thự số 4 trên đường Thủ Khoa Huân xuất hiện với dáng vẻ cũ kỹ của một công trình có tuổi đời đã vài thập kỷ. Những bức tường rêu phong, đổ nát, những mảng sơn rơi lỏm chỏm để lộ màu gạch cam đỏ nguyên thủy, nhìn từ xa như màu máu. Những câu chuyện kỳ bí xung quanh căn biệt thự này cũng khiến cho nhiều người chứng kiến và nghe kể phải lạnh sống lưng. Đây là một trong những địa chỉ ngôi nhà ma được kiểm chứng những hiện tượng tâm linh bởi các bộ, công chức của Đà Lạt. Ông rợn người khi kể lại câu chuyện của mình và các đồng nghiệp đã phải trải qua khi qua đêm tại căn biệt thự này. Khi đêm đến, bên ngoài trời lặng gió nhưng những khung cửa sổ vẫn rung và va đập bần bật, giống như có hàng trăm, hàng ngàn người đang muốn phá cửa để được đi vào. Thỉnh thoảng ở dưới tầng lại vang vọng tiếng bước chân người đi dầm dập nhưng khi đi kiểm tra lại không có ai. Theo người Đà Lạt kể lại, căn biệt thự này trước kia là nhà của tỉnh trưởng tỉnh Lâm Viên. Về sau, tầng hầm của ngôi biệt thự được dùng là nơi để giam giữ, tra tấn các chiến sĩ cách mạng. Rất nhiều những chiến sĩ đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ tại đây vì đói, vì những đòn roi tra tấn vô cùng dã man của quân thù, vì những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà họ đã phải trải qua. Sau một thời gian dài chuyển mình, Đà Lạt đón nhận thêm nhiều lượt du khách đến du lịch. Một số địa điểm nhà ma cũng được mở cửa để cho tất cả du khách có thể đến tham quan cũng như cúng viếng. Thì tới hiện tại, sự tồn tại của những oan hồn cùng các câu chuyện rợn người tại đây là có thật hay không vẫn còn là một bí ẩn. Có thông tin rằng người dân truyền miệng nhau những câu chuyện được tạo dựng nên về những ngôi nhà ma, những điều quỷ dị với lý do chủ yếu là nhằm bảo tồn những công trình kiến trúc xưa cũ tại Đà Lạt khỏi những bạn trẻ, những du khách tò mò gây tổn hại và mất trật tự tại những công trình này. Tuy nhiên có một điều ắt khá chắc chắn là sẽ có rất nhiều người muốn được sở hữu những mảnh đất này vì tình hình chung bây giờ. Mọi người ai ai cũng khát khao để về Đà Lạt có mảnh đất, căn nhà nhỏ để nuôi cá và trồng thêm rau mà, nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like và share cho tụi mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.